Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Rời trung tâm hành chính vì thiếu oxy là không thuyết phục. Một số cán bộ nhân viên tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng cho biết họ vẫn đang làm việc bình thường và không có chuyện nóng và thiếu oxy. Sáng ngày 12 tháng 8, dư luận vẫn tiếp tục xôn xao trước thông tin Đà Nẵng tính chuyện di rời khoảng 1.600 cán bộ công nhân viên ra khỏi trung tâm hành chính có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Tiếp xúc với phóng viên, một số cán bộ nhân viên các sở ngành đang làm việc trong tòa nhà trung tâm hành chính tỏ ra hoang mang trước thông tin lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có chủ trương bỏ tòa nhà trung tâm hành chính cao 37 tầng ở đường Trần Phú để di rời đến nơi khác. Các phòng đều có cửa sổ và máy điều hòa công suất lớn. Hôm qua, khi xem truyền hình, thấy đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói có chủ trương di rời toàn bộ lãnh đạo công nhân viên ra khỏi tòa nhà, chúng tôi rất sốc và hoang mang. Một cán bộ thuộc Sở Xây dựng nói và xin đề nghị giấu tên. Theo vị cán bộ này, trước đây ông cùng hàng trăm cán bộ của Sở phải làm việc trong căn phòng chật hẹp tại trụ sở ở đường Hoàng Văn Thụ. 3 năm trước, khi hoàn thành trung tâm hành chính hoàn thành, mọi người phấn khởi về làm việc trong ngôi nhà mới với những thiết bị khang trang hiện đại gấp nhiều lần. Khi mới chuyển về đây, đúng là có chuyện hơi bất tiện trong việc đi thang máy, nhưng hạn chế đó đã được đơn vị vận hành khắc phục. So với đại đa số người lao động khác thì môi trường ở đây rất lý tưởng nên bản thân tôi không có đòi hỏi gì hơn, vị cán bộ thuộc Sở Xây dựng nói. Một nữ cán bộ thuộc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng cũng cho hay, môi trường làm việc trong căn nhà trung tâm hành chính không hề nóng và thiếu oxy như lý do mà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra. Bà này nói không biết phòng làm việc của các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thì thế nào, còn ở cơ sở thì các phòng đều có lượng oxy ổn định và máy điều hòa công suất lớn. Nhiều hôm chúng tôi ở lại nơi làm việc cũng chẳng phải bật điều hòa vẫn mát lạnh. So với trụ sở ở đường Lê Trực, trước đây trụ sở của sở này nằm trên đường Lê Trực. Môi trường làm việc ở tòa nhà 37 tầng này tốt hơn rất nhiều, nữ cán bộ nói thêm. Ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng khẳng định, chưa nghe ai nói thiếu dưỡng khí, oxy, mọi người vẫn làm việc trong tòa nhà hành chính bình thường. Trước đây một số sở có đề nghị kiểm tra tòa nhà. Cuối năm ngoái, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra và báo cáo khắc phục rồi. Tôi là thành viên dù đã lớn tuổi rồi mà làm việc trong đó vẫn thấy bình thường, ông Cảnh nói. Chống nắng không quá khó. Kiến trúc sư Trần Nam, giám đốc một công ty tư vấn thiết kế ở Đà Nẵng, phân tích việc lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra lý do tòa nhà thiếu oxy và nóng để di rời trung tâm hành chính là không thuyết phục. Theo ông, về nguyên tắc, khi xây dựng tòa nhà công cộng, ít nhất phải đảm bảo yếu tố kết cấu đảm bảo an toàn cho số lượng người sử dụng. Thứ hai, độ an toàn về không khí và cháy nổ. Đối với các công trình trụ sở, ngoài các yếu tố trên còn có những yêu cầu khắt khe như thiết kế phải đảm bảo về an ninh, phòng chống nghe lén, các cửa thoát hiểm khi xảy ra chiến sự, khủng bố. Để tiến hành xây dựng trung tâm hành chính, theo tôi được biết phải qua rất nhiều lần họp lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia nên thiết kế không thể thiếu các yêu cầu trên được. Mặt khác, trung tâm hành chính Đà Nẵng cao đến 37 tầng nên chuyện đổ thừa cho thiếu oxy là không thể chấp nhận được. Lý do nóng càng vô lý hơn vì hiện giờ công nghệ chống nóng không quá khó khăn nếu tòa nhà nóng thật, kiến trúc sư Nam nói. Phải công khai minh bạch. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Linh, nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 8 cho hay, nhiệm kỳ trước các đại biểu không nhận được báo cáo và tham gia phản biện khi xây dựng trung tâm hành chính. Đến khi khánh thành thì họ vào làm việc, khi đó nhiệm kỳ cũng sắp hết hạn nên có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề, ông Linh nói. Theo ông, việc lãnh đạo lấy lý do nhà thiếu oxy và nóng để di rời trung tâm hành chính là chưa thuyết phục. Cần phải có một tổng kết đánh giá xem, sau 3 năm vào sử dụng thì tòa nhà đã được hiệu quả ra sao, tiết kiệm được chi phí và thời gian như thế nào, ông Lĩnh đề nghị. Nếu thấy nó không hiệu quả mà có đơn vị nào đó muốn mua lại tòa nhà thì lãnh đạo thành phố có thể bán để lấy tiền xây dựng trung tâm khác giản tiện, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, số tiền 2.000 tỷ là do dân đóng thuế mà có nên lãnh đạo thành phố phải công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận, vị này khuyến cáo. Tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng khánh thành tháng 9 năm 2014, được thiết kế theo biểu tượng ngọn hải đăng, cao 37 tầng, tổng đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 34 tầng nổi của tòa nhà là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức, gồm lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, 2 tầng hầm làm chỗ để xe, tầng thượng làm nơi ngắm cảnh. Cố trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh khi còn giữ chức Bí thư Đà Nẵng từng phát biểu trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016
trung tâm hành chính thành phố khi đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt sự manh muốn, luộm thuộm của các công chức, tiết kiệm được nhiều thứ, trong đó có xe công, từng bước chấm dứt tình trạng lãng phí công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.